tài xế chạy xe tải 15 tấn chở dừa khô, thức ăn gia súc qua cầu có tải trọng 8 tấn khiến cầu bị đổ sập. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa nay, tài xế Châu Ngọc Khoa 35 tuổi, ngụ huyện Chồng Trôm, Bến Tre chạy xe tải có trọng khoảng 15 tấn, chở theo dừa khô và thức ăn gia súc chưa xác định trọng lượng hàng hóa trên xe, qua cầu Phú Dân hướng từ xã Hữu Định, huyện Châu Thành đi thành phố Bến Tre. Hiện trường vụ việc khi đến giữa cầu, do trọng lượng xe quá tải khiến cầu Phú Dân bị đổ sập, kéo theo một phần đuôi xe bị sụp theo. Người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, anh Phạm Văn Tuấn ngụ thành phố Bến Tre, chạy xe máy sát đuôi xe tải, cho nên xe của anh Tuấn cũng bị kéo sập theo cầu. May mắn anh này đã kịp nhảy ra ngoài an toàn. Cầu Phú Dân là cầu sắt bắc qua con kênh dài khoảng 10 mét, tải trọng cầu cho phép 8 tấn. Cảnh sát giao thông khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn video liên quan cầu Phú Dân có trọng tải chỉ 8 tấn nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tỉnh Bến Tre và ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ vụ việc. Ngành chức năng cũng điều xe cứu hộ đến hiện trường cẩu xe tải, ra khỏi khu vực cầu sập khắc phục sự cố. Theo tê chi Việt Nam Netless Blog Ads, oi.